Hai, Thảo cô Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trong miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái mình sẽ chế một cái bàn cái máng kéo máng gang cưa để kéo hồ lát gạch đó cả nhà. Thì ở đây là mình có chuẩn bị rồi nha. Thì ở đây có một miếng thép. Miếng này thép dày 1 ly. Nha cả nhà. Thì cái miếng này nó dày 1 ly. Nó dài thì mình sẽ chế một cái này, nó một cái máng này là chiều dài 5 tấc nha. Đó. Máng này thì chiều dài 5 tấc nên mình cắt một cái miếng này là 5 tấc rưỡi ngang cả nhà. Nè, 550 là 5 tấc rưỡi. Còn chiều cao của nó lên là 100 là 1 tấc nha. Đó. Mình đây cũng chuẩn bị là hai miếng là 1 tấc 7 gần tấc 8 nha. Thì nó lỡ mình cắt là ra là 2 thì ở đây nó được 2 miếng. Thì mình chế cái máng này thì lát gạch 50 nhưng mà mình làm 5 tấc rưỡi là nó có cái nguyên nhân của nó nha. Thì mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào ra sao khi một cái máng kéo máng gang cưa kéo hồ hoàn thiện nha. Thì ở đây mình xài miếng thép này thì nó nói chung á thì nó phải dày 1 ly nha cả nhà, mỏng thì nó không có sử dụng bền được, nó nặng thì mình kéo hồ nó rất là im, nó không bị nhảy như cái đường hồ dầu mình đó, nó rất là đều. Nên đây mình sẽ chế một cái máng như vậy để mình lót gạch 50. Rồi những cái clip tiếp theo thì mình sẽ làm cái tăng đơ nha cả nhà. Tăng đơ thì mình muốn lót gạch 60, 80, 100 thì cũng vẫn được bình thường. Thì hôm nay mình chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn chế một cái máng kéo bán ngăn cưa kéo hồ lót gạch nha. Rồi mình mời cả nhà xem nha. Thì trước tiên mình sẽ chia cái gân trước nha cả nhà, gân cưa trước. Thì ở dưới lên này là nó một phân rưỡi nha cả nhà. Đó, cái độ sâu của nó là phân rưỡi. Cái độ sâu của nó là phân rưỡi. Độ sâu phân rưỡi rồi từ ngay trong cái đầu này thì mình sẽ bỏ vô là 2 phân rưỡi nha. Vô 2 phân rưỡi. Rồi mình sẽ chia gân này thì cái gân này thì khoảng cách của nó là 1 phân rưỡi, 1 phân rưỡi, 1 phân 2, 1 phân rưỡi, 1 phân 2, nó sẽ đều qua giáp thôi luôn nha cả nhà. Mình cứ chia thế như vậy là mình sẽ làm. Đây, mình đã chia rồi nè cả nhà. Đó. Và đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái này nha.
Rồi, cái này mình đã cắt nhân cửa xong rồi cả nhà. Rồi kế tiếp mình sẽ làm cái đầu này để khi mình xuất ra vô được nha. Thank you.
Rồi, cái nhà mình đã chế một cái máng cào găng cưa nha cả nhà. Thì cái máng cào găng cưa này mình để lát gạch đó. Đây. Thì ở đây mình hướng dẫn và chia sẻ cách để làm cho những anh em mà chưa biết làm nha. Còn những anh em biết làm rồi xem video mình ủng hộ, có gì góp ý thì mình đừng minh dưới cho mình nhìn nha. Thì kích thước thì mình cũng có sớm có đo rồi. Thì ở đây là mình xài gạch 50 nên mình chế cái bàn ăn cưa này 50 đó. Thì ở đây mình phan có hai cái lỗ, đây là lỗ 6 ly nha cả nhà. Mình dùng hai ngóc 6 ly mình sọt qua mình bắt lại đây đó. Thì mình muốn đi đâu mình bỏ vô vỏ thì mình chỉ tháo hai ngóc này ra là ship lại thôi. Đây cũng vậy luôn. Rất là tiện lợi nha cả nhà. Thì cái găng cưa này mình cũng cắt như là một cái bay găng cưa đó. Cái ở cái chốt này nó sẽ nhỏ hơn cái ở bên trên nha, để khi cho hồ nó kéo nó thì rất là dễ kéo, chứ còn mình cắt đứng thì nó hồ nó sẽ khó kéo nha. Thì mình làm kinh nghiệm mình đã làm, mình chia sẻ cho cả nhà xem đó, tuyệt vời luôn nha cả nhà. Thì cái máng này thì lát gạch đó thì rất là ok, khi đặt xuống như vậy là mình bỏ hồ vô đây đó, mình bỏ hồ vô đây là mình cứ kéo thôi, thì hết mình bỏ tiếp, hết mình bỏ tiếp vô nha, là kéo đường hồ rất chuẩn. Thì cái miếng sắt này nó rất là dày, một ly ly, ly mấy lần nha cả nhà. Thì nó cho nó một là nó nặng, mình kéo là rất là đẹp, lâu cũng lâu mòn. Thì nhẹ thì cả nhà kéo nó bị phình đó, nó không có sát được ở dưới cái nền của mình, nó gây ra tình trạng là cao thấp đó. Mình lót là rất lót gạch là rất là khó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà để cho các bạn đều biết để làm một cái bằng một cái máng kéo hồ găng cưa. Rồi mình kết thúc clip cả nhà, rồi hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo nha. Cả nhà xem video mình thấy hay có hữu ích nhớ đăng ký chia sẻ và cho mình một like nha. Chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.